Hello everyone. How are you today? Okay, teacher, hope you are still fine, right? And today we still learn about unit 4, nationalities. Lesson 1, my nationality is, right? จ้ะชมเรียบสู้บองๆจิตติสลายทั้งอักเนียថ្ងៃនេះយើងនៅតែរៀនបន្តទៀតអំពីជំពូកទី4សញ្ជាតិមេរៀនទី1សញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំគឺអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនបន្ថែមទៀតថាយើងនឹងរៀនអីអំពីវាទៀតណាអូខេ so now let's see our revision first right អញ្ចឹងយើងទៅមើលការរំលឹកមេរៀនរបស់យើងបន្តិចមុនពេលយើងចូលទៅដល់ចំណុចថ្មីអូខេអញ្ចឹងពីម្សិលយើងបានរៀនអំពីអីគេ vocabulary right អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអានវាម្ដងទៀតជាមួយគ្នាអូខេ number 1អីគេលេខ1អីគេកូនគឺ I មានន័យថាខ្ញុំណាហើយខ្ញុំនោះគឺយើងខ្លួនឯងប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយគឺយើងអោយើងខ្លួនឯងយើងហៅថា I right number 2អីគេលេខ2ពាក្យអីយើងរៀនពីម្សិលគាត់គឺ he right he គឺមានន័យថាលោកឬក៏គាត់ហើយ he គឺប្រើចំពោះមនុស្សប្រុសមែនអត់គឺយើងប្រើចំពោះភេទប្រុសអូខេអញ្ចឹង he មានអក្សរអីខ្លះគាត់មើលគឺមាន h ហើយនឹងE យើងអានថា he right number 3អីគេចាចចូលប្រាប់ថាពាក្យហ្នឹងតើកូនធ្វើຫມាត់ស្រួយទៅមុខបងគាត់អានត្រូវគឺអានថា she អូនធ្វើຫມាត់ទៅមុខស្រួយចេញខ្យល់ហើយចាំយើងអានថា she right she គឺមានន័យថានាងឬក៏គាត់ហើយយើងប្រើទៅលើភេទស្រីចាឲ្យទៅភេទស្រីគឺគេប្រើពាក្យគេពាក្យ she ណាអូខេអញ្ចឹងសូមអានម្ដងទៀតជាមួយគ្នា1 2 3 I he she អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំណាត្រូវចាំពាក្យទាំងអស់នេះតិចទៀតយើងនឹងយកពាក្យទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអាននិងការសន្ទនាអូខេ So now let's see our new point together right Yes today we still learn about vocabulary right យើងនៅតែរៀនអំពីពាក្យកន្លឹះរកពាក្យថ្មីដដែលណាអូខេ So here number 1Here right ចាលេខ1គឺគេអានថា you ទាំងអស់គ្នាអានមើល you អូម្ដងទៀត you អូខេ you មានអក្សរអីខ្លះគុនមើលគឺមានអក្សរ y o u យើងអានថា you អូខេអញ្ចឹងកូនស្គាល់អក្សរអស់ហើយរៀនស្ប៉ែលខ្លួនឯងណា you គឺមានន័យថាអ្នកហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នា yes here right អញ្ចឹងនេះគឺយើងចង្អុលទៅគេចង្អុលទៅអ្នកដទៃណាភាសាអង់គ្លេសថា you អ្នកអញ្ចឹងយើងក៏អាចចង្អុលទៅគេវិញបានដែរ you អ្នកចាអញ្ចឹង you គឺយើងចង្អុលទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឃើញរូបភាពគេអត់គាត់អូខេអញ្ចឹងអានម្ដងទៀតជាមួយគ្នាyou okay good job មានអក្សរខ្លះ y o u okay good next one number 2លេខ2មើលមានអីខ្លះលេខ2គឺយើងអានថា v ហ៎អានមើលកូន v okay ម្ដងទៀត v okay v មានអក្សរខ្លះកូនមើលមានអក្សរ W E យើងអានថា V អូខេ
vi mình này thả mình này thả mấy bụ dương chả chẳng bụ dương cứ dương thì dây sọc nhìa thả mình mệt phẹt dương bị bay nhã tiết y nữ chung mùi khiến chẳng dương hai thác bụ dương ok lấy dương mất rụp hiệp mở chả ni cứ bụ dương cứ mình khiến chạp bị bì nhẹ lãng tơ hà tràn chẳng bê tràn xâm tốt tràn chẳng bay rồi mùi có tràn chẳng bay nắng tiết bù này chẳng á nà phần tay dương dây tự ọc nhìa bộ chô khiến cứ dương thác vì mình này thác bụi dường nát mà rụp hiệp nè ok tỏ em đăng tiết vì mình này thác bụi dường ok cho nè phía sau ông lấy thằng mấy cốt nè phía sau ông lấy thác you ok cho bụi dường phía sau ông lấy thác vì good job next one number three number three cái anh thác đây ăn mà đoan tiết đây again đây one more time đây ok mà đoan tiết đây ok đây mình là soi khác mình là soi t h e y đây ok mình là soi cái mà đoan tiết mở mình là sọ T H E Y đây ok đây mình này thá bụ kê ok mình này thả mấy bụ kê chán chẳng bụ kê nó mấy con mơ rụp hiệp được ọc nìa ok chẳng ní mình rụp hiệp chùm nuôn buồn nè phần tay miền bầy nhã nó mặc cồng cho chật kia hai miền mình nè tiết cho chăng ngày trên kề nè ở lục tả rồi có ông bẹ bàn ta này thế nè chẳng có bàn chồng ở tứ nè tặng bầy nè đây nơi chăng ngày trên quận tít chẳng quát nó bẹ đã quạt châu rùm chùm mùi cồng bò khi quạt tặng bầy nè té quạt prap từ nè đầu tay thá đây có cho thì nè đây bụ kê ha ủa thì họ thả dương nắng có bông tờ lên ấy chẳng tớ sẽ thật mật khả dương bị bay nhé bay tờ lên cái lãnh xền chẳng hai dương nơi cái lãnh đi tại ai ở toàn bàn tớ sẽ tầm yên ở mạng ở rồi có bù bọc mật khả dương mà xua chẳng tha mật khả dương nơi ná dương thả đây nó bụ kê nơi nó nơi lên nó anh chẳng á ná chà chẳng phi sao ông lấy thá đây bụ kê chẳng niệm cứ dựa nơi không chụp nào bụi một phẹt dương dừng lên tại anh chẳng tới kê từ lên cái lạnh sen chẳng á na dừng ở toàn tại tam kê chẳng sẽ tầm nhìn nhẹ mà xuống dương phẹt kê chẳng thà đây nọ bụi kê ở nơi nọ vô đó con ok bên tay bầu ví cứ dừng nơi chụp mũi khnì tặng ọt khnì mà nè chà ví khnì tràn á từ dừng nơi chụp mũi khnì tập bên đấy dừng ở nơi chụp mũi kê dừng lại bài bị kê tịnh hai dừng prap tên nè đại cây mà xuôi dương ok ta lỡ dương an mà đong tiết cho mình kia one two three you vi day sửu án nó còn an tâm đã mất sửu liền ta đong tiết mới you vi day ok good job and now let's see exercise ta mời lùm hát yes lùm hát cửa khóc như đôi ca phê mình sao mà này cứ cho con thuộc đôi khi nè cứ con trời thật xế bị dư hỏi bỏ bà chị bị sạc khám ai cú rụ à chờ nè cú rụ phiếp à chờ and number two the same right you write the word V con được xế bị V hỏi bỏ bà cú rụ nè and number three yes, you write the word day. Con là say biệt day. Bỏ prai, cú rủ. Nát. Hai, án ở chị chờ snap. Bờ con ở án, chị chờ chui con ở bà nè. Hạt đây bàn thang chẳng. Bị bố, chị chờ đang là con chết rồi có ọt. Bởi dừng ở án không năng. Dừng con là cót, ok. Con ai cót bàn cực kìa. Bàn tay, bờ án con ở trẻ. Chẳng xôm án ná. Xôm án này chờ snap hồn, chờ trong đăng cốn. Tôi dụ bạn ọt nế
So, teacher hope you all like to do it and you enjoy with your exercise, right? So the last one, teacher want to say thank you and say goodbye.